Thưa quý vị và các bạn, từ đêm qua miền Bắc đã bắt đầu bước vào một đợt mưa rào và dông trên diện rộng. Nguyên nhân của đợt mưa này là một rãnh áp thấp đi qua khu vực mới hình thành, lại kết hợp với hoạt động của hội tụ gió trên mực cao 5.000m, khiến cho các tỉnh Trung Du và vùng núi xuất hiện mưa vừa mưa to. Sang ngày hôm nay, những cơn mưa dông tạm ngớt, miền Bắc trở lại với thời tiết nắng gián đoạn, nền nhiệt cao nhất trong ngày duy trì trong khoảng từ 30 đến 33 độ, nóng chỉ còn xảy ra cục bộ một vài nơi. Đến tối và đêm nay, mưa sẽ tiếp tục lặp lại, vùng mưa cũng sẽ mở rộng và gia tăng hơn tại khu vực đồng bằng với lượng mưa phổ biến từ 30 đến 60mm, cục bộ có nơi mưa to trên 70mm. Do mưa nhiều cần đề phòng nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập lụt tại các tỉnh vùng núi phía Bắc. Dự báo đợt mưa dông diện rộng này ở Bắc Bộ sẽ duy trì liên tục từ nay đến đầu tháng 8. Với các tỉnh Trung Bộ, rãnh áp thấp phía Bắc cũng ảnh hưởng đến thời tiết các tỉnh thành phố miền Trung nhưng muộn hơn, vì thế hôm nay hầu khắp khu vực vẫn duy trì nắng với cường độ mạnh và mức nhiệt cao. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, mức nhiệt trưa chiều trong khoảng từ 34 đến 36 độ, vùng núi phía Tây đạt cao trên 37 độ. Đến chiều và tối, do ảnh hưởng của giải mây dông ở phía Bắc thì khu vực Thanh Hóa, Nghệ An và cả Hà Tĩnh có thể sẽ xuất hiện mưa rào và dông rải rác. Còn các tỉnh thành từ Đà Nẵng trở vào đến Bình Thuận, cường độ nắng vẫn ở mức vừa phải và dễ chịu hơn, nhiệt độ phổ biến từ 32 cho tới 34 độ. Đến chiều tối, khi gió Tây Nam hoạt động mạnh đưa mây dông từ các tỉnh Tây Nguyên sang cũng khiến cho mưa rào và dông xuất hiện trên khu vực. Ở phía Nam, do ảnh hưởng của gió Tây Nam có xu hướng hoạt động mạnh dần, nên trong chiều và tối nay, cả Nam Bộ và Tây Nguyên đều có mưa nhiều nơi, trong đó ở các huyện biên giới của Tây Nguyên sẽ là những vùng có mưa vừa mưa to. Còn ở Nam Bộ, khu vực miền Đông hay là phần phía Tây của An Giang, Kiên Giang, Bạc Liêu và Cà Mau là những vùng có mưa vừa, có nơi mưa to và dông mạnh. Nhiệt độ hôm nay ở Tây Nguyên duy trì trong khoảng từ 28 đến 30 độ, các tỉnh Nam Bộ ngưỡng nhiệt ở mức từ 32 đến 33 độ, cục bộ ở miền Đông có nơi cao hơn. Trên biển, theo những mô hình cập nhật mới nhất của các trung tâm khí tượng uy tín trên thế giới, khoảng ngày 8 tháng 8, trên Biển Đông có thể sẽ xuất hiện một vùng áp thấp. Tuy nhiên, do thời gian dự báo còn khá xa nên vẫn chưa có sự thống nhất giữa các mô hình. Cụ thể, theo Trung tâm Dự báo Hạn vừa châu Âu, vùng áp thấp hình thành trên khu vực giữa Biển Đông nhưng ít khả năng mạnh lên. Trong khi đó, Trung tâm Khí tượng Hải quân Hoa Kỳ lại cho rằng áp thấp sẽ mạnh thành áp thấp nhiệt đới, thậm chí là bão và gây ảnh hưởng tới đất liền nước ta.